14 ngày sống cạnh ổ dịch nguy hiểm nhất thành phố Hồ Chí Minh. Bà Trần Thị Hảo nhớ lại, tôi choáng lắm, ngay trước cửa nhà mình, nguy cơ quá cao. Tôi cố nhớ xem mình có lần nào tiếp xúc hay đi ngang qua họ hay không. Ẩn sau vẻ tĩnh lặng của con hẻm là sự hoang mang của 32 hộ dân khi sống cạnh ổ dịch nguy hiểm nhất thành phố. Những ngày cuối tháng 5, khi hai chuỗi lây nhiễm COVID-19 ở quận 3 được kiểm soát, ổ dịch liên quan đến điểm nhóm hội thánh truyền giáo Phục Hưng được đánh giá rất phức tạp, lại bùng phát lên. Im lặng đến đáng sợ. 8 giờ 30 ngày 26 tháng 5, sau khi phát hiện 3 ca nhiễm đầu tiên có liên quan đến điểm nhóm hội thánh truyền giáo Phục Hưng, lực lượng chức năng và đội ngũ y tế tiến vào hẻm 415 Nguyễn Văn Công, Gò Vấp. Nơi đây là trụ sở sinh hoạt của điểm nhóm hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Không khỏi bàng hoàng, bà Nguyễn Thị Ngọc, 79 tuổi, nhớ lại. Nhìn đoàn người mặc đồ bảo hộ đến phun khử khuẩn, tôi sợ run cả người, không biết chuyện gì đang xảy ra. 21 giờ, Paris được dựng lên, hẻm 415 Nguyễn Văn Công chính thức bị phong tỏa. Đối diện trụ sở nhóm hội thánh truyền giáo Phục Hưng là gia đình bà Trần Thị Hảo, 60 tuổi. Sau khi được thông tin về 3 ca nhiễm, bà và gia đình vô cùng lo lắng. 0 giờ ngày 27 tháng 5, các gia đình được thông báo ở yên trong nhà. Mỗi gia đình đặt một chiếc ghế trước cửa, nhân viên y tế sẽ đến từng nhà lấy thông tin và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trong đêm. Mãi đến 2 giờ sáng, công việc mới hoàn thành. Sau khi nhân viên y tế rời đi, nỗi lo âu lan tràn trong từng ngóc ngách. Đêm đó, gia đình bà Hảo gần như thức trắng đêm. Bà nói rằng, chúng tôi không ngủ được, cảm xúc lẫn lộn, hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm. Sáng đầu tiên của ngày cách ly, anh Minh Tâm, 40 tuổi, mở cửa nhà nhìn ra bên ngoài, không khí khác hẳn với ngày thường. Anh Tâm nói, không còn nghe tiếng kẹt xe, không còn nghe tiếng xe chạy, tiếng người nói chuyện, hay tiếng rau của chị mua ve chai. Anh bán keo dính chuột, mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Ở cạnh nơi sinh hoạt của điểm nhóm hội thánh truyền giáo Phục Hưng, ông Nguyễn Văn Chuẩn, 66 tuổi cho biết, hơn 10 năm nay, kể từ khi gia đình chuyển về con hẻm này, đã thấy hoạt động của nhóm. Ông Chuẩn kể rằng, họ gặp gỡ nhau rất kín đáo, đoàn người đến mở cửa rồi khép lại. Họ sinh hoạt trong nhà và không tiếp xúc với ai trong hẻm cả. Nhiều hộ dân trong hẻm không biết thông tin về nhóm sinh hoạt tôn giáo này và cũng không thể tin chính căn nhà mà họ đi qua mỗi ngày là nơi khởi nguồn ổ bệnh nguy hiểm nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 27 tháng 5 đến 30 tháng 5, các ca bệnh liên quan đến địa điểm này tăng không ngừng. Chỉ 4 ngày, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tổng cộng 133 ca dương tính với nCoV. Trong đó 126 ca liên quan đến điểm nhóm hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Liên tục cập nhật tin tức về dịch bệnh trên báo chí, anh Trung Nam không khỏi hoang mang. Nhìn con số không có dấu hiệu giảm, tôi đứng ngồi không yên. Con tôi chỉ mới 9 tháng, sức đề kháng còn yếu lắm. Gia đình nào càng ở gần ổ dịch, sự căng thẳng, lo âu càng nhiều. Bà Hảo than vãn rằng, mấy đêm liền không ngủ được, tôi giảm gần 2kg. Ngày 30 tháng 5, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tại cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong chỉ đạo áp dụng chỉ thị 15 cộng trên toàn thành phố từ 0 giờ ngày 31 tháng 5, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc thực hiện chỉ thị 16. 0 giờ ngày 31 tháng 5, toàn bộ quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc bắt đầu thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Đồng nghĩa, người dân trong hẻm 415 Nguyễn Văn Công nằm trong hai vòng cách ly. Trải qua những ngày sống trong cảnh bị phong tỏa, người dân hẻm 415 quen dần với việc ở yên trong nhà. Kết quả âm tính lần một giúp sự lo lắng trong họ phần nào vơi bớt đi. Chị Trân Châu chia sẻ rằng, tôi bắt đầu cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cốc cốc cốc, nghe tiếng gõ cửa, chị Cẩm Nhung hé cửa ra, nhận lấy phần gạo, nhận lấy rau củ từ chị Trân Châu, không quên gửi lời cảm ơn. Đã nhiều ngày trôi qua, người trong hẻm 415 dần quen với nếp sinh hoạt mới, nghe tiếng gõ cửa, bước ra nhận đồ. Đó là những nhu yếu phẩm, lương thực mà chính quyền và các nhà hảo tâm chuyển đến cho người dân trong hẻm. Việc cách ly bất ngờ khiến các gia đình không kịp trở tay. Vì vậy, sự hỗ trợ này giúp họ an tâm trong nhà để sinh hoạt. Vì ở gần đầu hẻm,
chị Trân Châu được chính quyền nhờ hỗ trợ việc nhận và phân phát nhu yếu phẩm cho các hộ dân trong xóm, nhằm tránh tụ tập đông người. Mỗi khi có đồ cứu trợ, người phụ nữ này sẽ đến từng nhà để trao cho mọi người. Từ ngày con hẻm được rào chắn, các gia đình biết nhau nhiều hơn. Trước đây mọi người đi làm, đến tối về nhà đóng cửa ngủ, ít có cơ hội giao lưu. Tình láng giềng không còn khoảng cách những ngày cách ly. Một người phụ nữ chia sẻ rằng, cũng nhờ vậy mà chúng tôi mới biết hàng xóm của mình dễ thương quá chừng. Niềm vui chưa trọn vẹn. Cả đêm thao thức không ngủ được, anh Minh Tâm mở điện thoại xem vài video, mãi đến gần sáng mới thiếp đi. 8 giờ ngày 10 tháng 6, anh Tâm bị đánh thức bởi tiếng nhạc từ chiếc loa kẹo kéo. Không khí con hẻm rộn ràng, trái ngược với vẻ im ắng những ngày qua. Bên ngoài mọi người nhảy múa trong tiếng nhạc, anh Tâm chạy vội ra hỏi tình hình. Chị Trân Châu cười bảo, hôm nay hẻm mình được gỡ phong tỏa. 9 giờ cùng ngày, người dân trong hẻm đứng nghe Ủy ban Nhân dân phường thông báo gỡ phong tỏa tại hẻm 415 Nguyễn Văn Công. Và đây là hẻm đầu tiên được kết thúc cách ly trong tổng số 47 tuyến hẻm được thực hiện cách ly y tế trên địa bàn quận Gò Vấp. Sau khi được dời đi, người dân tiếp tục được khuyến cáo hạn chế ra ngoài và tuân thủ các biện pháp phòng dịch trong cộng đồng. Sau 14 ngày với nhiều cung bậc cảm xúc, người trong hẻm trở lại với cuộc sống thường nhật. Phía trong căn nhà, nơi sinh hoạt của điểm nhóm Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng, những chậu lan vẫn xanh tốt, người trong hẻm dẫn xe ra trước nhà, khởi động máy sau nhiều ngày không đụng đến. Tuy nhiên, niềm vui của họ chưa trọn vẹn bao lâu. Người dân hẻm 415 vẫn tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Ông Hồ Văn Bé, làm việc tại công ty vận tải Sài Gòn cho biết, ông vẫn phải đợi Gò Vấp hết áp dụng chỉ thị 16 để trở lại công việc. Bà Minh Ngọc đứng trước nhà, ánh mắt nhìn xa xăm phía đầu hẻm. Mở rào này rồi, vẫn còn cái rào lớn ở ngoài kia. Dịch bệnh cứ phức tạp thế này thì chẳng biết bao giờ mới sống bình thường trở lại. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.